chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 41 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Buổi biểu diễn của tớp văn công giải phóng kết thúc hơi muộn. Những tràng vỗ tay và tiếng gào bít bít buộc các diễn viên phải biểu diễn lại nên kéo dài chương trình. Xong biểu diễn, ủy ban khu phố còn bữa ăn chiêu đãi nhưng bà đào diễn cớ nhức đầu xin về sớm vừa đến cổng nhà nghe tiếng gà gáy nửa đêm lớn tiếng gọi chiến song không hề có tiếng đáp lại linh cảm điều không hay bà hối mai thắp đèn lên thấy bức thư của chúng để lại trên bàn nước đọc xong mảnh giấy chiết dội bà ngồi thịt xuống ghế và thở dài ngao ngán chiến không chỉ làm bà thất vọng về việc hắn sẽ trình diện tại quân trường thủ đức mà còn vì hắn đã lấy của bà hai chỉ vàng mà không hề xin trước. Trong lúc này, tại ban chỉ huy đại đội 1, tiểu đoàn 3, quốc đang nhận thêm quân bổ sung 10 ngày chiến dịch diễn ra. Việc cất nhắc các chỉ huy cấp phó lên thay thế cấp trưởng đã mất gặp phải một số khó khăn khi có một số người từ chối sự phân công. Các việc nhất là vũ lẫm, tiểu đội trưởng khi được đề bạt lên trung đội trưởng. Thái độ giải nảy liên tục lắc đầu của lẫm làm cho quốc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác để tiếp tục dõi theo dịp thuyết phục thấu tình đạt lý của tiêu đoàn trưởng quốc. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 42 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiệu được giới thiệu trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị. Tuy đã là đại đạo phó, anh vẫn không rời AK-50 cùng M79, cũng như anh vẫn quấn vít cái trung đội 3. Chợt có mấy tiếng nổ trầm và đục. Thằng L-19 nhả đạn khối về phía đường Mai Thúc Loan, cách đấy vài trăm mét. Lập tức, pháo 105 có 120 ly nã dồn dập vào những nơi được chỉ điểm. Thọ Cao ra lệnh cho đơn vị tìm công sự ẩn nấp. Quái thật! Hôm nay, chúng nó dở trò gì mới mà tấn công sớm. Mọi hôm, nghe nói thường là sau 9 giờ sáng. Thổ cao đã tính toán, thay phiên cho đại đội của Duy Thảo xong, còn thừa thì giờ để sẵn sàng tiếp đón bọn thủy quân lục chiến Mỹ. Chắc hôm nay, chúng muốn ra đoạn bất ngờ, và có khả năng chúng sẽ có nhiều đợt dùng dập tấn công nhằm đè bẹp sức đề kháng của quân ta dọc đường Mai Thuốc Loan. Đợt pháo cấp tập nổ còn xa, chỉ lẻ tẻ và có vài quả giọt đến quanh chỗ ẩn nấp của đại đội một mảnh bay dù dù tuy vẫn còn bị nhà cửa che chắn nhưng nhìn về phía trước nơi trần địa phòng ngự của ta đã mờ đi trong khói bụi đã nghe tiếng xe xích và tiếng nổ tăng sình của loại ôn tốt sáu nòng nổ như thục lửa vũ lắm quan sát chung quanh thì ra trước mặt anh là một vườn mai vàng nay đã sơ sát vì nhiều hố pháo. Vài cây mai bị tróc cả gốc lên, nhiều cây cành bị dập gãy, ở đấy qua lá héo quắt. Những cây không bị bom đạn, qua vẫn nguyên nhưng không còn nguyên màu vàng nữa. Lớp bụi đất của bom đạn đã phủ lên, trong thành màu gạch đỏ. Phía sau vườn mai là ngôi nhà hai tầng mái chải. Ngôi nhà bị thủng lỗ chỗ vì các loại đạn, song còn vững chải. Vũ Lẩm băng qua giường mai, nhảy vào ngôi nhà, thoăn thoát, leo cầu thang. Anh đã tìm thấy một đại quan sát tuyệt vời. Anh dội dậy đại đội trưởng thọ cao lên. Cả hai nếp vào thành cửa sổ. Nhìn rõ hai chiếc ôn tết đậu dưới góc phượng ngã ba đường. Sáu nòng pháo phục liên hồi vào những ngôi nhà phía trước. Chắc là cái chốt của ta. Về bên phải, cũng hai chiếc M113 đang nã đạn về phía cửa đông ba đã thấy lính Mỹ mũ sắt, áo giáp, bò lốm ngỗm từ phía sau xe lên. Thận trọng và chậm chạp tiếp cận tuyến phòng thủ của ta. Chưa thấy bên ta phản ứng, chắc Duy Thảo có thói quen đến gần. Vũ lẫm thì thào với thọ cao, me khí, mấy chiếc sao nồng. Hay là ta gọi thằng Bình mắt hiến, lên phục cho nó một quả B41 anh. Thọ cao lắc đầu, xa quá, không chắc ăn. Vừa dứt lời, một quả B41 từ trên cao phía sau cửa đông ba phục xuống. Một khối lửa trùm lên chiếc M113 đầu mé ngoài. Chiếc còn lại dội cài số lùi nắp sau một ngôi nhà. Liền theo đó, quả lực của ta lên tiếng ròn rã. Nhất là Trung Liên, RBD và AK tặc tặc điểm xạ ngắn. Bọn Mỹ bắn loạn xạ, chúng cũng ngấp nghé sau các bờ thường gốc cây. Tiếng đạn lúc này loạn xạ chỉ nghe ầm ầm như say lúa. Sốt ruột quá, Vũ Lẩm cảm thấy ngứa ngái tay chân, chợt anh kêu lên. Giá có một mũi du hồi thì thằng Mỹ không kịp nháp. Thôi phải rồi, để tôi nắm B3, dòng men đường đến bộ lĩnh, bất ngờ nổ súng xuyên hông. Thọ Cao cũng cảm thấy ái nái, chưa làm sao chỉ lửa được với đại đội Duy Thảo. Anh bảo, đồng ý, anh tổ chức du hồi. Tôi sẽ dẫn B1 tiếp cận chia lửa với Duy Thảo. Chỉ để B2 lại đây, sẵn sàng đại lĩnh. Loán cái. Đại đồng 1 triển khai chiến đấu xong. Phần chính trị phó đi theo mũi của thò cao. Chính trị viên thiết lệnh cho B2 cắt giác củng cố công sự. Còn anh thì leo lên ngôi nhà hai tầng quan sát. Đúng, lên đây anh mới nhìn rõ thế trận giữa ta và địch. Cái mũi du hồi chỉ cần bí mật tiếp cận được là vũ lẫm làm nên chuyện. Quả tay này nhạy cảm. Cái lâu đánh vỗ mặt của đại đội Duy Thảo là thiếu linh hoạt. Anh cố nhìn, nhưng B3 đã mất hút, còn B1 đang vừa toài vừa giọt lên. Kiểu này cũng phải mất 15 phút, dù chỉ chưa đầy 200 mét. Thiết đang chăm chú theo dõi đội hình thành tiếng của B1, thì có tiếng máy bay phản lực rầm rít. Anh dội tụt xuống nắp vào gầm cầu thang. Cùng với tiếng rít xé tai của động cơ là những khối lửa choáng mắt và những tiếng nổ lỏng ốc làm ngôi nhà tưởng như trao đảo gạch ngói đất đá văng rào rào rơi lịch bịch quanh chỗ thiết ẩn nấp là những tiếng rít và tiếng nổ tung chuyển liên tiếp lần này xa hơn đâu phía đường nguyễn thành hoặc cầu đông ba nghe tiếng cầu miên trung đội trưởng trung đội hai có ai việc gì không thiết chu ra khỏi gầm cầu thang đã thấy ngay một hố bom sâu hấm mé dựng mai còn một hố khác khoét bên kia bờ tường đúng giữa sân ngôi nhà ban nãy B-3 tập kết. Hú día. Giáp B-3 không xuất kích. Sẽ gần như bị cả cái. Khốn nạn bọn Mỹ ném bom trong thời tiết thổ tả này. Thì khoan gia có ngày Chật có tiếng quát của miên. Làm sao? Cậu nào đấy? Cậu nào? Thiết rật rật chạy đến nơi nhiều người đang súng đen súng đỏ lại. Trời đất ơi! Thế là có một chiến sĩ B-2 hy sinh. Thiết quát lớn tất cả giải tán ngay nó tán bom tán pháo cho bây giờ về hầm ngay chiến sĩ bị nạn nằm úp một mảnh bom văng vào cổ máu chảy thành dũng cậu này tên gì không biết sao lại không biết tân binh vừa bổ sung tối hôm qua tiểu đội nào hình như a 4 sao lại hình như tiểu đội trưởng bách đâu anh tiểu đội trưởng tên là bách bậm bịch chạy lại và xác nhận đúng là anh tân binh này thuộc a 4 còn tên chưa biết dầu quá chưa kịp hỏi thiết cáo chỉ hỏi cái tên mà chưa kịp các anh chán thật thôi đôi chiều cao ghi đi đặc điểm kể cả áo quần lục lội xem có giấy tờ gì trong túi không xong cho mai táng ngay để còn xúc kích từ trên cửa đông ba cái nơi chòi cu là vị trí quan sát của tiểu đoàn. Mấy ngày trước, nơi đây lính ta ngạc nhiên thấy một lão già thường ngồi xếp bằng trên mảnh chiếu, ngất ngưởng uống rượu và ngâm thơ đường. Có một bài lão ngâm đi ngâm lại nhiều lần, chắc lão khoái lắm. Bồ đào mỹ tủ dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Lính ta khuyên bảo nên rời chỗ này, lão không nghe. Giọng ngâm thơ sang sảng vẫn gian lên điều điều. Đến khi bọn Mỹ phản kích ra, bom đạn bay dèo dèo bên tay, găm lỗ chỗ vào bờ tường, lão mới chịu sách nằm rượu, cuốn gói chuồn. Lão chuồn đi đâu, chẳng ai quan tâm. Đến ta chỉ quan tâm là có chỗ đặt trạm quan sát tuyệt vời. Giờ này, trên đài quan sát bên cạnh hải, tiểu đoàn trưởng 2 có cả quốc, tiểu đoàn trưởng 3 sự có mặt của hai vị chỉ huy tiểu đoàn chứng tỏ đang trong thời gian bàn giao trận địa. Tai quái thật, địch tấn công hơi sớm, không theo quy luật, nên đại đội 1, tiểu đoàn 3, đơn vị được phân công tiếp nhận trận địa đầu tiên vẫn chưa kịp tới. Từ trên đại quan sát, Hải và Quốc đều nhìn rõ trận đánh và sốt ruột siết bao khi nhìn tụ Mỹ lúc nhúc tấn công vào tuyến đường Mai Thúc Loan mà quả lực đánh trả của đại đội Duy Thảo rất yếu ớt. Thực ra, bọn Mỹ rất nhát, không dám xung phong, chỉ núp sau các bờ tường. Những vật cản cách phòng tuyến ngoài 200 mét. AR-15 bắn như đổ đạn. Hai chiếc on tốt sáu nòng, chắc ớn DK hoặc B-41 nên lùi chết sang phải dăm chục mét, dẫn thuộc đạn về phía quả lực ta xuất hiện. Bỗng nhiên, quả lực của đại đội Duy Thảo chợt tăng lên đáng kể đặc biệt có hai khẩu trung liên RBD bắn mạnh liệt làm bọn Mỹ không ngóc đầu lên được. Qua ống nhòm, tiểu đoàn trưởng quốc đã nhìn thấy bọn Mỹ đang lây quay kéo tù lên chết và bị thương. Tiểu đoàn trưởng Hải gào vào máy điện thoại. Xe 4 đâu? mươi 82, cho nã ngay vào bức tường đổ. Chưa nghe cối 82 lên tiếng, nhưng quốc nhìn rõ một đám lửa màu da cam đã bọc kính chiếc ô tốt. Chiếc ô tốt kia cài số lùi và quay đầu nhưng chưa kịp tháo chạy đã bị B41 chọi đúng. Khối đen cùng với lửa quyện vào nhau, tạo thành cái màu sắc nửa đen nửa đỏ kỳ dị và rùng rợn. Đội hình tấn công của lính thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu nao núng. Cùng với mấy quả cối 82 nổ sau bức tường đổ, nơi nghi có đặt sở chỉ huy nhẹ của địch là tiếng súng AR là tiếng súng AK50 nổ cạnh sườn quá gần nên bọn Mỹ thực sự hoảng loạn. Số bị quật ngã, số lớp ngốt bò lù lại. Quốc kêu lên với Hải. Đúng là quân của Thọ Cao đến đúng lúc. Kìa anh xem, cái lâu đánh du hồi táo bạo kia là ta vũ lắm đấy. Nhất định thế, tôi biết. Hải cũng xác nhận có quân tăng cường. Chứ đại đội Duy Thảo sức chiến đấu chỉ còn bằng một trung đội. Lấy quân đâu mà xuất kích du hồi. Hải gào vào máy. Có 82 theo phương án bắn truy kích cuộc tấn công của địch thất bại thảm hại. Bây giờ đến lượt quân ta lo sửa sang công sự ẩn nấp. Pháo 105 ly, 155 ly của địch ở tử hạ bao dinh sẽ hộp sướng. Khu vực cửa đông ba là khu vực tự do bắn phá. Nơi được chọn làm lễ kết nạp vào đảng cho Vũ Lẫm là một ngôi nhà cách tuyến phòng ngự của đại đội về phía sau hơn 100 mét. Bị bắn phá nát tươm, nhưng nó vẫn còn hình thù ngôi nhà, bởi nó là nhà máy bằng khá kiên cố. Dễ nhận ra đây là một gia đình có đạo. Ảnh thánh treo trên tường. Tượng đức mẹ đồng trinh bằng thạch cao đặt trên xích đông bị giăng xuống đất dở choan. Đồ đạc và của cải trong nhà chắc đã mang đi còn lại bàn ghế, giường, tủ và một số đồ dùng như nồi son, ấm chén, bát, vân dân. Giữa cảnh bom đạn ác liệt này, chả ma nào dám đến đây hôi cổ giặc. Nếu không bị một quả đại bác rơi đúng cửa sau, làm sập hẳn cánh cửa, thì vũ lẫm chẳng lọt vào ngôi nhà này làm gì. Sau một lúc tiếp nhận vị trí phòng ngự của đại đầu Duy Thảo, đôi mắt sắc sảo của vũ lẫm đã chú ý ngay tới ngôi nhà mái bằng kiên cố cha đặt một ổ quả lực trên đó thì tuyệt biết mấy. Hoặc trọng liên, hoặc B41. Có tầm cao ổ quả lực đó sẽ đè bẹp bọn Mỹ xuống trước tiền duyên. Không mạng nào sống sót nổi. Lời đề nghị của Vũ Lẫm được đại đội trưởng thọ cao chấp nhận và đã xếp vào phương án tác chiến. Mới đầu tháng Giêng, nên trời vẫn mau tối. Khi hoàng hôn xuống, sương mù như lan tỏa từ dưới đất lên chỉ trong dăm ba phút cây cối đã nhòa dần và không gian chìm trong màu sẫm gió heo heo khá lạnh Chật thêm một bếp lửa nhưng đốt lửa ở đây coi như gọi cối gọi pháo địch câu tới một ngọn nến đặt trên bàn đủ sôi tỏ gian nhà trên tường thay cho đảng kỳ là quốc kỳ và một tấm ảnh bác hồ các từ trong cuốn lịch sổ tay chính trị chiên thiết bí thư chi bộ chủ trì buổi lễ không triệu tập toàn chi bộ chỉ chi quỹ hai đảng viên giới thiệu vũ lẫm là quỳnh và tài đều của b 3 đảng ủy tiểu đoàn có quốc và sương nói làm lễ kết nạp đảng ở mặt trận phải gọn nhẹ nhưng xem ra cũng đầy đủ thủ tục bí thư chi bộ tuyên bố lý do làm một trong hai đảng viên giới thiệu quỳnh đọc tóm tắt lai lịch và quá trình phấn đấu vào đảng của lẫm đến lượt vũ lẫm tự đọc đơn xin vào đảng của mình lại một bài nói chuyện nhiệm vụ đảng viên của bí thư chi bộ nhằm xác định tư tưởng, định hướng hành động cho đảng viên mới. Trình trọng nhất là giây phút vũ lẫm tuyên thệ. Mọi người đứng dậy hướng về quốc kỳ và ảnh lãnh tụ, vẻ mặt uy nghi nhằm lắng nghe những lời tuyên thệ và chứng kiến giây phút thiêng liêng khi vũ lẫm trở thành đảng viên. Lời tuyên thệ được chuẩn bị trước nên vũ lẫm nói khá lô loát, rành mạch, sương bí thư đảng ủy tiểu đoàn giống là bí thư chi bộ đại đội một này nên hiểu quá kỹ vũ lẫm anh đứng dậy nhìn vũ lẫm bằng ánh mắt triều mến và nói tôi thay mặt đảng ủy tiểu đoàn chấp nhận việc kết nạp đồng chí vũ lẫm vào đảng đã làm đúng thủ tục cần thiết từ giờ phút này đồng chí vũ lẫm đã trở thành đảng viên dự bị của đảng cộng sản việt nam chúc đồng chí thực hiện đúng lời thề danh dự của mình trước khi kết thúc buổi lễ tiểu đoàn trưởng quốc thông báo rằng trung đoàn đã có quyết định thăng hàm thượng sĩ cho đại đội phó vũ lẫm còn việc tiếp tục nghiên cứu nâng quân hàm cho xứng với chức vụ sẽ tiến hành ngay sau khi chiến dịch kết thúc lễ kết nạp cho vũ lẫm xong Quốc và Sương nán lại làm việc với ban chỉ huy đại đội 1, gồm đủ mặt bốn người, Thọ Cao, Vũ lẫm, Thiết, Phòng. Đại đội vừa vào thai phiên đã lập chiến công xuất sắc cho hai xe on top thành thang, dài ba chục tên lính Mỹ bị giết, số bị thương chắc là khá lớn. Tổng thức của ta được coi là không đáng kể. Điều quan trọng là do nhạy cảm và năng động, đại đội đã xử trí kịp thời, vừa tăng cường quả lực chính diện vừa mở mũi du hồi công kích bất ngờ cạnh sườn, khiến đội hình tấn công của quân Mỹ từ nao núng đến quảng loạn, buộc phải rút lui ngay về căn cứ. Và từ đó đến chiều, địch chưa dám mở đợt công kích tiếp theo. Quốc đã kịp thời biểu dương đại đội 1. Bây giờ anh muốn trực tiếp nghe ý kiến cán bộ đại đội để điều chỉnh kế hoạch phòng ngự của tiểu đoàn. Vào cuộc tòa đàm, Quốc gợi ý với đại đội trưởng Thọ Cao, nhưng Thọ Cao mớm bóng ngay cho Vũ Lẫm Báo cáo tiểu đoàn trưởng, xin để anh Vũ Lẩm trình bày Những ý kiến của ban chỉ huy chúng tôi đều xuất phát từ nhận xét cách phòng ngự của tiểu đoàn bạn nói chung và đại đội anh Duy Thảo nói riêng. Chính anh Vũ Lẩm là người có khá nhiều ý kiến mới cần xem xét. Chúng tôi cũng đang muốn báo cáo lên tiểu đoàn để xin chỉ thị. Chính trị viên Sương mỉm cười nhìn Vũ Lẩm khích lệ. Thôi, cậu nổ xuống đi. Dẫn theo thói quen, Vũ lẫm lại gãi gái. Dường như phía sau cái gái mập ú của anh có lắp máy khởi động cho anh nói. Báo cáo các thủ trưởng. Buổi chiều mấy anh em trong ban chỉ huy đại đội chúng tôi sau khi khảo sát lại trận địa phòng ngự của anh Duy Thảo bàn giao lại nảy ra và ý kiến. Phê bình đơn vị bạn kể ra cũng hơi liếu láo nhưng vì nhiệm vụ chiến đấu ở đây sẽ hết sức khốc liệt nên anh em chúng tôi cũng cứ mạnh dạng Rào đón thế đủ rồi, vào đề đi. Quốc xen ngang để cổ vũ Vũ Lẩm nói thẳng. Vũ Lẩm nói, Chúng tôi biết tiểu đoàn 2 vừa qua lập nhiều thành tích chẳng đứng được nhiều đợt tấn công của Mỹ và Ngụy Không cho địch vượt qua đường Mai Thuốc Loan. Giữ vững cửa Đông Ba. Song lối phòng ngự của tiểu đoàn bạn và nhất là đại đội Anh Duy Thảo mang tính chất thụ động. Thủ đoạn chiến đấu chủ yếu là dựa vào công sự vững chắc, giữ bí mật trận địa chờ địch xuất hiện càng gần càng tốt để bất ngờ nổ súng tiêu diệt địch phải rút về phía sau cũng cố lại dùng quả lực bắn phá nát công sự ta rồi tiếp tục đợt công kích khác cứ kéo cưa lừa xẻ như vậy hàng tuần lễ nay địch bị thương vong nặng còn ta cũng chẳng thể coi là nhẹ được xin nói thật tại vì thằng Mỹ vừa ngu vừa nhát phải vào tay tôi tôi cho xung phong ngay và đại đội anh duy thảo bị xóa sổ là cái chắc phòng tuyến đường Mai Thúc Loan bị chọc thủng là cái chắc và cứ thế xe tăng ào thẳng xuống. Quốc cười to. Thấy cậu mới là vũ lắm, còn thằng Mỹ chỉ là thằng Mỹ. Vũ lắm tiếp tục. Thằng Mỹ có cái sơ hở, hễ công kích không được, lại rút về, mà rút về tận mang cá, tận bao dinh gì đó. Giá tụ Mỹ chịu lập trần địa phòng ngự lâm thời, vừa làm điểm xuất phát tấn công ngay gần ta, cách ta dài 300 mét xem. Ta khó xử chứ bẩn. Cái sơ hở của địch tạo nên khoảng cách non cây số. Một cây số chỉ có giường tược nhà cửa và vài con đường khác ngang. Vậy mà ta chỉ ngồi chờ địch ở đây. Tôi cảm thấy không ổn. Tôi cho rằng, nếu ta không dịch được trận địa phòng ngự lên phía trước, thì phải coi phòng tuyến đường Mai Phúc Loan là phòng tuyến cuối cùng. Nghĩa là phải tổ chức đến địch từ xa. Nếu lưới tình báo, trinh sát ta giỏi, nắm cho được địa điểm hội quân xuất phát của nó là phải dán DKB có 120, có 82 làm chúng quản vía từ đầu. Còn trên đường hành tiến của chúng, vì cớ sao ta để chúng ung dung đi từ mang cá ra tận đây? Sao không tổ chức phục kích ngay từ lúc chúng mới ló mặt qua hồ Tịnh Tâm? Sao không tổ chức các tổ quả lực săn xe tăng, xe bọc thép của địch từ xa, diệt chúng trước lúc thằng pháo thủ xe tăng kịp ra đòn? Rồi bán miền, cài bẫy lựu đạn những nơi địch sẽ chiếm làm vật che chắn vẫn có thể cài bẫy trong làm sao cho khoảng cách trước mặt là khoảng cách chết đối với chúng làm sao mà khi chúng đến được trước tiền duyên phòng ngự của ta đã bị ăn đoàn tả tơi đến nỗi khi lưới lửa của ta chụp vô mặt bọn chúng chỉ có nước rụng không kịp cầu chúa thằng sống sót cũng chạy giải đái mà nhớ đời đề nghị tiểu đoàn nghiên cứu điều chỉnh lại phương án tác chiến kể cả sử dụng từ xa hoặc là mỗi đại đội nên phân công một trung đội làm nhiệm vụ đó còn trên trận địa phòng ngự các công sự chiến đấu cũng nên cấu trúc nhiều tầng có công sự để cơ rộng ra xa hoặc lùi về phía sau có công sự nghi binh tránh tình trạng nằm một chỗ chỉ cần chụp được ảnh thằng mỹ sẽ tập trung quả lực nghiền chúng ta ra cám vậy thôi tôi hết ý kiến quốc và sương cùng chăm chú lắng nghe vũ lẫm đều cảm thấy vô cùng thích thú Ý kiến của Vũ Lẩm là nghiêm túc. Cả hai vị chủ trì tiểu đoàn đều xuất thân từ đại đội một lên, nên khá hiểu Vũ Lẩm. Tuy có vài khuyết tật về cá tính, nhưng dường như tay Vũ Lẩm này được trời phú cho cái có thể gọi là thiên tài quân sự. Do ý chí dũng cảm tuyệt vời, Vũ Lẩm thường nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề thủ đoạn tác chiến. Nếu nói không phải hoa, có thể coi anh là cán bộ có tầm nhìn chiến thuật sát sảo rất hài lòng về những ý kiến khá chính xác của Vũ Lẫm. Tiểu đoàn trưởng Quốc tiếp tục gợi ý để các đồng chí khác tham gia ý kiến thêm. Những cuộc tọa đàm sau đó cũng chỉ nhằm xác định thêm lời trình bày ban đầu của Vũ Lẫm là đúng đắn, có cơ sở để tiểu đoàn nghiên cứu vận dụng. Tiểu đoàn trưởng Quốc trong giao tiếp với Vũ Lẫm thường hay bông đùa, bổ bả mày tao, nhưng hôm nay anh xử sự khác. Trước khi ra về, anh nắm chặt tay Vũ Lẫm. Chúc đồng chí Vũ Lẫm có nhiều sáng tạo hơn nữa trong chiến đấu. Và anh ôm lấy Vũ Lẫm, vỗ vỗ vào lưng anh, làm anh lúng túng ngượng ngập. Bà Đào trằn trọc mãi không ngủ được. Cố nhắm mắt mà đầu óc vẫn tỉnh vẫn băn khoăn lo lắng cho cuộc ra đi bất ngờ của thằng Chiến. Nó đã 20 tuổi, cao lớn như ba nó. Mỗi lần ra vào cửa buồn tắm đã phải cúi gặp người xuống. Vậy mà dưới con mắt của bà, nó vẫn là đứa trẻ nít khờ dại và ương bướng. Thằng bé nghịch ngợm như quỷ nhà trời. Nó thường nghĩ ra đủ trò tai quái để trêu chọc người khác. Trong nhà, cái mai thường là nạn nhân của các trò thiên lôi có hôm, mai nằm ngủ trưa, nó rón rén, lấy dây, cột hai chân guốc lại với nhau. Khi chị chàng mắt nhắm mắt mở tròn dậy, sỏ chân vào guốc bước đi là té nhào. Biết mai sợ chuột, nó tìm đâu được một ổ chuột con mới đẻ còn đó hỏ lén bỏ vào cặp sách. Tới trường, mai thò tay vào cặp, lôi sách dở ra, sợ phải cái chất nhung nhũng hâm hấp nóng, bèn hét toán lên, mặt mũi tái xanh tái xám trò nghịch tai quái này chả mấy chốc cả trường đều biết. Đám học trò tò mò tìm thằng Chiến, hỗn danh Chiến Lì, học dưới mai ba lớp, xem mặt mũi nó ra làm sao. Dĩ nhiên, câu chuyện đáng xấu hổ này làm bà Đào điên tiết. Bà đã cho thằng Chiến một trận đòn nên thân, còn bắt úp mặt vô tường hàng tiếng đồng hồ để sám hối. Nói dân dân dạ dạ, vậy mà chứng nào tật ấy, trẻ con hàng xóm và cả bố mẹ chúng thỉnh thoảng lại sang mắt tội nó, mà toàn những tội khó tha thứ. Dùng ná cao su bắn kết gà, bắn mèo hàng xóm, đem treo cổ ở cạnh mít, nước ru đủ xanh ném cho chó ngạm, khiến cho chó bỗng mồm rụng răng, cột bồ nhùi tẩm dầu vào chân bồ câu, rồi châm lửa và thả cho bay làm phi đạn, suýt trái nhà hàng xóm, rồi ném trái ké lên đầu tóc nữ sinh, vẽ những hình tục tiểu bậy bạ lên giấy đem dán vào lưng áo tụ bạn, chèn xe đạp làm bằng ngã. Nuôi dạy thằng Chiến khoảng từ 8 tuổi đến 15 tuổi, đúng là bà Đào mỗi mồm hụt hơi gì nó. Bà nhớ cái buổi sáng mùa hè năm ấy, dàn mướp nhà bà nở qua vàng rực, đàn ông bầu đen nhất rủ nhau đến hút mật. Không hiểu thằng Chiến nghe đứa nào mách nước, dùng que phất nhựa mít, bắt ông. Bắt được con nào, nó liền bẻ đôi ra hút mật sống cái mai bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi vẫn còn dại thấy thằng kiến lém mép ngon lành cũng năn nỉ cho chị nếm thử thằng kiến vui vẻ gật đầu nó liền bẻ đôi con ong đen chuỗi to bự cầm phân nửa phía đuôi gí vào miền mai lập tức cái mai hét toán nhảy cận lên thì ra nó không dí phần bụng mà dí phần đuôi theo bản năng sinh tồn con ông dù bị bẻ đôi ra, nó vẫn chưa chịu chết. Ghi phần đu vào miệng, lập tức con ông phúng nọc đốt ngay. Rồi mới chịu chết hẳn. Mai bị ông đốt bất ngờ, đau buốt đến chết. Và chỉ trong chốc lát, bờ môi sương mộng lên như con đĩa trâu no máu. Bữa ấy, bà Đào đang tiếp chuyện ông Tân. Biết chuyện, bà chạy ra sách tay thằng Chiến kéo vào nhà, bắt khoanh tay úp mặt vô tường. Tự suy nghĩ về tội trạng của mình Và tự định lấy hình phạt Thằng Chiến Láo Cá Biết mẹ đang tiếp bác Tân Sẽ không nỡ phạt nặng Nó úp mặt vô tường được một lúc Rồi ngoại đầu ra nói với mẹ Mẹ cho con Quỳ đứng con mỏi Ừ cho Quỳ Quỳ được một lát Nó lại dòi Quỳ mỏi gối mẹ cho con ngồi Ngồi cũng suy nghĩ được Bà Đào đang mãi chuyện Gắt Ừ thì ngồi, nhưng phải khoanh tay lại mà suy nghĩ Lát sau thằng Chiến lại leo thang Mẹ cho con nằm, nằm cũng suy nghĩ được Bà Đào suýt bật cười, ông Tân đưa mắt nhìn bà Đào Thôi, tôi xin cô cho cháu Nó cũng lớn rồi, đừng phạt nó theo kiểu lên 8 lên 10 nữa Ông Tân lại đỡ thằng Chiến dậy, ung tồn bảo nó Bác xin mẹ cháu và mẹ cháu cũng bằng lòng tha tội cho cháu rồi. Cháu nói đúng. Đứng cũng suy nghĩ được. Quỳ cũng suy nghĩ được. Nằm cũng suy nghĩ được. Nhưng tốt nhất là cháu luôn luôn suy nghĩ. Cháu cũng sắp thành người lớn rồi. Cháu phải suy nghĩ. Đừng làm điều gì phiền lòng mẹ cháu. Con trai phải hiếu động. Đúng. Nhưng cháu phải nghĩ cách chơi cho đàng hoàng. Cho ra vẻ người lớn. Chớ thèm giàu. Chơi trò trẻ ranh liếu láo. Thôi, Cháu xin lỗi mẹ Xin lỗi chị Mai đi Rồi cháu đi chơi Kính thưa quý vị, không chỉ quốc mà cả anh Thọ Cao, vốn là đồng đội thân thiết với Vũ Lẫm, cũng sửng sốt trước thái độ của anh ta. Trước sự cương quyết của Lẫm, anh Thọ cảm thấy tưng tức nơi cổ họng, dọp lấy bao thuốc lá, anh Thọ rút một điếu cho chính mình và không quên đưa cho lẫm một điếu nữa. Hình như hơi thuốc ấm làm cho họ bình tĩnh lại. Thọ cất tiếng giải thích cho lẫm rằng sự địa bạc này là của cấp quỷ, điều đó cũng chứng tỏ cấp trên tín nhiệm anh. Tưởng đã thông được tư tưởng lẫm, nào ngờ anh ta chỉ ngồi nghe lơ đễnh và cuối cùng đứng dậy chào ra về, mặc cho Thọ trố mặt nhìn. Vì sao Thọ không thuyết phục được Lẩm? Nguyên nhân sâu xa là gì? Suy đi tính lại, không thể gánh trách nhiệm này anh Thọ gọi điện cho tiểu đoàn trưởng quốc báo cáo việc lắm, không chấp hành quân lệnh, đề nghị cho triệu tập anh ta về ban chỉ huy. Kết hợp đi kiểm tra địa bàn 4 giờ chiều, quốc có ở ban chỉ huy đại đội. Cùng với thiết, phòng và anh Thọ, một cuộc hội ý nhanh được triệu tập. Mục đích chính là cùng đưa ra những nhận định, đánh giá, Diệt lắm, từ chối không nhận chức vụ. Khi tiến hành phân tích, quốc mới phát hiện chuyện lắm vẫn chưa kết nạp đảng. Phải chăng chính điều này làm lắm không muốn nhận chức vụ vì mang mặt cảm là người ngoài đảng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 43 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà dân Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm mai để từng bước bóc tách những ẩn khuất trong vấn đề này. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.